Trên những cánh đồng, những bờ kênh hay trong vườn nhà, loại cây này rất nhiều, trải tràn một màu xanh tốt, sống rất dai và lan rộng, thân mọc lan tới đâu, rễ mọc tới đấy. Nổi bật dưới lá cây màu xanh, hơi nhám và cánh hoa màu vàng tươi. Đó là cây sài đất, ở nhiều nơi người ta còn gọi tên là húng trám, ngỗ núi, cút nháp. Theo đông y, sài đất vị ngọt, hơi chua, tính mát. Tác dụng tiêu độc, thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, long đờm, chống ho. Thành phần hóa học: sài đất chứa nhiều thành phần hóa học dầu hòa tan 11,2%, hợp chất béo 29,7%, phytosterol 3,75%, caroten 1,14%, chlorophyll 3,75%, nhựa 44,95%, tinh dầu và muối vô cơ. Cây sải đất đã được các thầy thuốc đông y cũng như trong dân gian người dân sử dụng làm nhiều bài thuốc trị bệnh thông thường. Cây sải đất để tươi và phơi khô đều có thể dùng làm thuốc trị bệnh. Nếu sử dụng tươi thì lấy khoảng 100 gram thân lá cây sải đất, rửa sạch, đâm nhuyễn, vắt lấy nước, uống ngày từ 1 đến 2 lần. Còn phần xác lấy đắp vào chỗ sưng đau như một cách tiêu độc trị mụn nhọt sưng đau. Ngoài ra, nếu kết hợp với nhiều vị thuốc khác, cây sải đất còn có nhiều tác dụng trị các chứng bệnh viêm phế quản, sốt, mụn nhọt và ban ở trẻ em. Chữa viêm phế quản thì gồm có sài đất 20g, kim ngân hoa 20g, bồ công anh 20g, kinh giới 16g, hạnh nhân 8g, tan bạch bì 12g, cỏ mần chầu 16g, trúc nhự 8g, sắc uống ngày 2 lần. Bài thứ hai là chữa sốt thì gồm có sài đất 20g, kim ngân hoa 20g, bồ công anh 20g, kinh giới 12g, tan bạch bì 16g, hạnh nhân 12g, ý dĩ 16g, sắc uống ngày 2 lần một thang. Bài thứ 3 là chữa mụn nhọt thì gồm có sài đất 20g, bồ công anh 20g, kim ngân hoa 20g và thổ phục linh 16g, sắc uống ngày 1 thang, chia làm 2 lần. Và bài thứ 4 là chữa ban ở trẻ em thì gồm có sài đất 6g, địa long 10g, cỏ mực 4g, bạc hà 4g, thạch cao 2g, đổ 600ml nước, sắc còn 200ml và chia làm 3 lần uống trong ngày. Khi có các triệu chứng sốt, ho đàm và đau ngực thì bài thuốc từ cây sài đất gồm sài đất 20g, kim ngân hoa 20g, bồ công anh 20g, kinh giới 12g, tan bạch bì 16g, hạnh nhân 12g, ý dĩ 16g, sắc thuốc uống ngày một thang sẽ khỏi các triệu chứng trên. Sài đất là vị thuốc nam lành tính, dễ tìm. Xin lưu ý thì sài đất nếu mà sử dụng dạng tươi thì chúng ta sẽ đâm vắt nước uống, và cái bã thì đắp vào chỗ sưng đau của những cái viêm nhiễm hay là mụn nhọt sưng tấy. Còn cái dạng khô thì chúng ta sẽ sắc uống, cách sắc là đổ 3 chén nước, sắc còn 8 phân và chia làm 2 lần uống trong ngày. Cây sài đất thì nó rất là lành tính và nó có thể sử dụng rộng rãi từ người lớn tới trẻ em và phụ nữ mang thai, nhưng mà nó có cái liều lượng cho riêng biệt từng một bài thuốc như hồi nãy giờ tôi đã trình bày. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ,
Bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.